đấu bóng đá AFF Cup 2018. Mới nhất, giải năm nay có sự thay đổi lớn khi số đội tham gia được tăng từ 8 đội lên thành 10 đội. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF sẽ tính điểm các đội tuyển dựa vào thành tích thi đấu của AFF Cup 2016. Theo điều lệ mới của AFF Cup 2018, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách để xác định hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội vẫn thi đấu theo thể thức cũ là lượt đi và lượt về. Dưới đây là lịch thi đấu AFF Championship 2018 mới nhất. Lịch thi đấu ngày 9 tháng 11 năm 2018 diễn ra 2 cặp đấu. Cặp thứ nhất giữa Đông Timor và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ. Singapore gặp Indonesia cùng khung giờ 19 giờ. Ngày 12 tháng 11 năm 2018 diễn ra 2 cặp đấu giữa Myanmar và Campuchia lúc 18 giờ 30 phút. Malaysia gặp Lào lúc 19 giờ 45 phút. Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Indonesia gặp Đông Timor lúc 19 giờ và cũng cùng 19 giờ là giữa hai đội Philippines và Singapore. Và ngày 16 tháng 11 năm 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào lúc 19 giờ 30 phút. Cùng khung giờ trên, đội tuyển Lào sẽ gặp đội tuyển Myanmar. Tới ngày 17 tháng 11 năm 2018, Thái Lan sẽ gặp Indonesia lúc 18 giờ 30 phút, 19 giờ là cuộc chạm trán giữa Philippines và Đông Timor. Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Campuchia gặp Lào lúc 18 giờ 30 phút. 18 giờ 30 phút cũng là giờ giao tranh giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Ngày 21 tháng 11 năm 2018 diễn ra 2 cặp đấu Singapore và Đông Timor lúc 18 giờ 30 phút và Philippines, Thái Lan lúc 18 giờ 30 phút. Ngày 24 tháng 11, Malaysia gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 phút và Việt Nam gặp Campuchia cùng khung giờ trên. Ngày 25 tháng 11 năm 2018, Indonesia gặp Philippines lúc 7 giờ tối. 7 giờ tối cũng là diễn ra cuộc chạm trán giữa Singapore và Thái Lan. Kết quả thi đấu giải bóng đá AFF Cup 2018. Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Malaysia thắng Campuchia với tỷ số 1-0, còn Việt Nam thắng Lào với tỷ số 3-0. Lào Việt Nam siêu phẩm mãn nhãn và bàn gia quân thành công tại giải AFF Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình AFF Cup 2018 với đội hình được xem là mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. Cho trận gia quân trên đất Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng sơ đồ 4-3-3, dầu sức tấn công với bộ ba Văn Quyết, Anh Đức, Phượng nơi tuyến đầu. Trong khung gỗ, thủ thành Văn Lâm bắt chính. Còn lại các vị trí cánh phải thuộc về Trọng Hoàng. Nơi tuyến giữa, Quang Hải đã cặp cùng Xuân Trường. Với dàn lực lượng vượt trội, không ngạc nhiên gì khi đội tuyển Việt Nam hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Thống kê trong 5 phút đầu tiên cho thấy đội khách cầm bóng tới 94% với sức ép nghẹt thở như thế. Bàn thắng mở tỷ số đến đội tuyển Việt Nam một lẽ tất yếu. Phút thứ 11, sau khi Văn Hậu cướp được bóng, Cống Phượng bắt đầu đường phản công, Anh Đức trả. Anh Đức tả xung hữu đột trong vòng cấm địa của đội tuyển Lào, bóng bật ra, Cống Phượng có mặt kịp lúc tung ra cú sút dứt điểm vô cùng quyết đoán. Bàn thắng của Cống Phượng giúp cho đội tuyển Việt Nam dễ chơi hơn trong những phút sau đó. Dù vậy, phải đến phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam mới có bàn thắng thứ hai. Cú sút của Lương Xuân Trường đưa bóng đi trúng xà ngang của đội tuyển Lào, rồi Anh Đức băng vào đá bồi nhân đôi cách biệt. Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam dẫn Lào vẫn Lào. Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam và Lào có những sự thay đổi về nhân sự, chiến thuật. Đội chủ nhà dốc sức tấn công hoặc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách. Dù vậy, một số cơ hội hiếm hoi của đội tuyển Lào đều không được thể hiện thành bàn thắng, không cả hạ gục được thủ thành Văn Lâm. Khi đối thủ đang còn miệt mài tấn công thì đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ ba. Đó là một siêu phẩm xuất phát của Quang Hải ở phút thứ 68, hoàn toàn hạ gục thủ thành
Parachute và đây là bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu. Đánh bại đội tuyển Lào trên sân khách với chiến thắng 3 sao, đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng A để cho huấn luyện viên Park Hang-seo có bàn ra quân thắng lợi tại AFF 2018 chuẩn bị cho trận chiến với Malaysia tại Mỹ Đình 8 ngày sau. Đội hình thi đấu của đội tuyển Lào trong trận đấu ngày hôm qua: Parasiut, Basi Velay, Lausali, Simbohang, Natusau, Quen Phong Sot, Thanathali, Sihavong, Buonkom, Komathari và Inalay. Đội tuyển Việt Nam của Thành Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Công Phượng, Anh Đức và Văn Quyết. Trận đấu 8 ngày sau giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ hứa hẹn một trận đấu kinh điển. Chúng ta hãy cùng chờ xem đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện như thế nào.